Tới công chuyện với em rồi anh chị ơi. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max nè, thì hai cái mẫu máy này nó làm mưa làm gió từ bữa đến bây giờ nè. Lý do là anh chị á, sử dụng nó và phản hồi rất là tốt anh chị, có nghĩa là pin nó trâu ha, với lại là nó chịu va đập tốt nữa. Là điểm mạnh của thằng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max ha. Tại vì cái viền nó làm bằng thép anh chị. Bởi vậy á, nhiều anh chị thích viền thép cũng có lý do của nó nha, tại vì viền thép thì nó chắc chắn hơn. Còn mà dòng series 15 á, thì là viền titan, mà titan nó mạ một lớp ngoài thôi anh chị, thành ra là cái độ vững chãi thì nó sẽ không bằng 14 Pro Max ha. Bây giờ cái giá thành của hai dòng này nó cũng khá là tốt để cho anh chị sở hữu ha. Giống như cái dòng iPhone 14 Pro trên tay em nè, zin luôn anh chị, zin pin 100 luôn. Bên 9X chứ, 96, 97, 98, 99, 100, có đủ hết á. Giá bây giờ nó có mười mấy triệu thôi anh chị, chưa đến 20. Còn cái thằng 14 Pro Max á, pin 100 bây giờ vậy nè, đó thì là nó hơn 20 chút xíu. Dễ dùng anh chị ơi. Đó, thay vì bỏ thêm khoảng gần cái chục nữa để mua series 15 mà cái nhu cầu mình sử dụng tới đây thôi. Cơ bản là iPhone 14, 14 Pro thì hiệu năng, sức mạnh tổng thể của nó cũng 90 với so với iPhone 15 series anh chị. Cái nhiều anh chị có nhu cầu như đây thôi, nó không cần hơn nữa thì mình có thể là chọn cái sản phẩm này cho tiết kiệm được tiền. Hàng này là zin nguyên bản ha. Kính zin chưa có spa luôn. Pin zin, vỏ zin, tất cả là zin toàn bộ 100% hết, chưa qua xì ba bóng má gì hết ha. Đó, em Cường, riêng em Cường bán thì anh chị biết rồi, sản phẩm bên em á là được 7 ngày dùng thử và là bao zin nguyên bản ha, không zin tặng máy. Đó, bảo hành thì một đổi một, 6 tháng lỗi đổi thôi, lỗi bất kỳ cái phần cứng nào em Cường đều đổi hết. Tối rồi người ta lại đi ăn ốc, ăn lẩu đồ ha, còn em Cường thì phải ăn phone. Tại vì á, mỗi lần mà phone về là thiệt em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ở nhà thôi để mà mình tận tay mình rờ được những cái em máy đó rồi mình tuyển chọn ngoại hình cho cô chú anh chị. Nhiều khi á, mình nói thiệt là làm cái nghề này á, mình phải có đam mê với nó anh chị. Như em á, gặp những cái hàng mà đẹp ken này, zin nguyên bản này, pin cao như vậy đó, thiệt em mê lắm luôn á. Lời lỗ anh chưa biết, nhưng mà trước mắt là mình sướng cái đã anh chị. Tại vì anh chị biết rồi, giống như là cái hàng đẹp á mà zin rồi pin cao nữa, ai không mê. Như em còn mê thấy mồ nữa, huống chi là anh chị cô chú đi mua xài đúng không. Thấy cô chú anh chị ghé tới ủng hộ em Cường vui thì em Cường cũng vui lên anh chị. Đó là cái sự cộng hưởng ha. Rồi, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 14, pin 9X, zin nguyên bản bên em Cường có đầy đủ hết á. Thì cô chú anh chị nào á mà muốn mua tiền tiền mặt cũng được, mà muốn mua mà kiểu như góp cũng được, nhưng mà em nói thiệt là mình góp thì góp nhưng mà trong cái khả năng mình thôi, với lại là góp vừa vừa thôi chứ anh chị đừng có góp nhiều, tại vì anh chị biết sao, cái lãi suất nào kia nó cũng ngốn của anh chị một số tiền đó, thành ra là mình phải cân nhắc ha. Nếu mà có nhu cầu thì mình nên nên mua sắm để mà phục vụ cho công việc, chứ còn mà nếu như mà chưa có nhu cầu thì thôi mình hoặc là mình nhìn mình mua cái đời thấp thấp hơn chút mình xài, chứ em thấy mình buôn bán lời lãi không bao nhiêu rồi để cô chú gánh cái tiền lãi tiền đồ, mình thấy mình cũng sót đó. Rồi, em chào và hẹn gặp lại mọi người nha.